Diễn viên Gia Bảo độc quyền nuôi con sau 2 năm, bà xã Hoài Lâm vào cuộc bênh vực anh trai. Cuộc hôn nhân của Gia Bảo và diễn viên Thanh Hiền đã kết thúc vào tháng 11 năm 2017. Sau 4 năm 6 tháng hạnh phúc, con gái chung của cả hai, bé Rami, do mẹ nuôi dưỡng. Tuy nhiên mới đây, nam diễn viên Gia Bảo bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái tuyên bố cần giành quyền nuôi con gấp vì lý do: còn tôi đang sống trong một môi trường đầy nguy hiểm. Trên trang cá nhân, diễn viên Gia Bảo đã chia sẻ những tâm sự đầy áp lực mà anh đã phải hứng chịu trong những ngày qua. Gia Bảo cho biết trong cuộc sống, ít có điều gì làm khó được anh, và thường thì trên sân khấu hoặc trước một điều gì đó xúc động lắm, anh mới có thể rơi nước mắt. Nhưng hôm nay tôi cho phép mình có thể khóc, khóc cho thật đã vì những biến cố trong một tuần qua xảy ra liên tục, từ công việc, gia đình, con cái, Gia Bảo viết. Không chỉ mệt mỏi bởi những áp lực công việc xô diễn, chuyện liên quan đến con gái cũng làm Gia Bảo bế tắc, mệt mỏi hơn 2 năm qua. Mỗi lần áp lực nặng nề nhất, bị đời vùi dập tả tơi nhất, tôi chỉ muốn gặp Rami, chỉ duy nhất người con gái này, với những sự quan tâm, đầy tình cảm và những câu nói làm cho tôi có thể mỉm cười. Thời gian như dừng lại và tôi có thể quên hết mọi thứ đang làm tôi mệt mỏi, chỉ cần có Rami, duy nhất chị Rami. Có lẽ tôi bị cuồng con gái mình quá đáng, tôi có thể chẳng dám mua gì cho mình, nhưng với Rami thì chưa bao giờ hối tiếc. Mỗi khi gặp con muốn gì tôi chưa bao giờ từ chối. Và sau khủng hoảng một tuần nay, tôi đã không còn được gặp Rami nữa. Tôi vừa lo xô, vừa nhớ con, vừa lo lắng cho con gặp nguy hiểm. Hôm nay vì quá nhớ con, tôi đã chủ động xin gặp con sau một tuần. Đáp lại là một sự im lặng đáng sợ. Vậy, chắc có lẽ ngày nào chưa có quyết định của tòa án, tôi sẽ không được gặp Rami. Cháu nội nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc khẳng định, bản thân anh đã trải qua trăm ngàn vai diễn, nên không bao giờ diễn trong cuộc sống không mưa ai, anh sẽ chủ động không hợp tác hoặc hợp tác một cách chuyên nghiệp nhất khi diễn cùng bằng cách im lặng. Ngoài ra, Gia Bảo cũng nhấn mạnh anh không quan tâm chuyện ai nói xấu ai, nhưng liên quan đến trẻ con thì anh không tha thứ cho bất kỳ ai. Và bản thân Gia Bảo cũng là một người cha có con nhỏ, làm gì cho con cũng không cần ai biết, không cần con biết, chỉ mong muốn nhìn con được sống trong môi trường tốt nhất có thể. Thì thằng làm cha này có vất vả, có cực khổ, có mang tiếng bao nhiêu cũng mặc, Gia Bảo thổ lộ. Theo Gia Bảo, hiện anh đã gặp luật sư để tiến hành mọi thủ tục giành quyền nuôi con. Đang nói, ngay sau chia sẻ của Gia Bảo, bà xã Hoài Lâm Bảo Ngọc, cũng là em gái nam diễn viên, đã mau chóng để lại bình luận bênh vực anh trai của mình. Bày tỏ thái độ khá gay gắt, Bảo Ngọc cho biết, đừng có ai vô đây mà nói con đang ở với mẹ tốt đẹp mà sao lại giành. Người ta đã nhường bao nhiêu năm rồi, bây giờ như thế nào thì người ta mới như vậy. Mẹ thế nào không biết, mà khi con mình nghe tới tên làm mặt sợ là đủ hiểu rồi. Điều này khiến đông đảo khán giả đồn đoán rằng dường như bà xã Hoài Lâm đang ám chỉ vợ cũ Gia Bảo chưa làm tròn trách nhiệm khi nuôi dạy con gái nhỏ. Tuy nhiên, đến hiện tại mọi nghi vấn chưa có cơ sở xác thực, bởi ngoài Gia Bảo, vợ cũ của anh, nữ diễn viên Thanh Hiền, hoàn toàn không có bất cứ phản hồi nào về sự việc. Gia Bảo và quyết định giành quyền nuôi con sau khi chia tay Thanh Hiền. Gia Bảo tên thật là Lưu Hoàng Gia Bảo, quê gốc Tây Ninh, nhưng sinh tại Sài Gòn, sinh năm 1988. Những khuôn mặt khá bầu bĩnh và một dáng vẻ công tử bột của chàng diễn viên Gia Bảo thì ít ai nghĩ rằng anh chàng này đã một thời trải qua rất nhiều vất vả, khó nhọc ở trong cuộc sống cũng như ở trong nghề diễn. Là đứa cháu trai đích tôn của nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc, từ khi anh còn nhỏ xíu, Gia Bảo đã được ông nội của mình ẵm ở trên tay, đi theo xem diễn hàng đêm. Gia Bảo đã làm diễn viên lần đầu tiên vào năm anh mới 2 tuổi. Lúc đó, vào khoảng năm 1990, đài truyền hình của Thành phố Hồ Chí Minh đã quay vở kịch Lọc Mẹ. Anh vào trong vai đứa con út mà người cha của anh do chính ông nội Bảo Quốc đã thủ diễn. Bên cạnh các tên tuổi làng sân khấu ở Sài Gòn như diễn viên Tú Trinh, Thanh Thủy, Hữu Châu, ca sĩ Nguyễn Dương, Thu Tuyết, bé Gia Bảo khá bụ bẩm, dễ thương, thể hiện được rất tròn vai diễn của mình. Tiền cát xê vào đầu đời của cậu là được 30.000 đồng. Gia Bảo đã trích 10.000 đồng mua trầu để biếu bà cố, 10.000 để biếu bố mẹ, tiền còn lại thì anh để cúng chùa. Nhưng sau vai diễn đầu đời của mình, Gia Bảo đã bị cấm theo nghề. Ông nội và cả nhà của anh không muốn cục cưng, mê theo ánh đèn sân khấu mà bỏ bê việc học. Phần cũng vì tất cả mọi người sợ Gia Bảo bị mệt. Nếu tôi không phải là cháu nội của danh hài Bảo Quốc, thì tôi nghĩ rằng mình cũng sẽ tìm được chỗ đứng ở trong làng nghệ thuật. Nhưng chắc chắn là sẽ mất nhiều thời gian hơn. Tôi không thể phủ nhận nền tảng từ gia đình đã mang đến rất nhiều thứ cho mình, và đó cũng là áp lực lẫn cả động lực, Gia Bảo đã nói. Do gia đình đã cố cản và chăm bẩm anh quá, nên bẵng đi 10 hoặc mấy năm sau, Gia Bảo cứ tưởng rằng mình chẳng bao giờ dính líu được gì đến nghề nghiệp, mà ở bên nội anh có được vốn bề dày về thành tích và về cả tiếng tăm. Thêm nữa thì có giai đoạn vì chuyện tình cảm của bố mẹ Gia Bảo
cũng bị đổ vỡ. Gia đình ở hai bên luôn xảy ra khá nhiều mâu thuẫn. Cậu ấm ấy ngày nào đã bỗng rơi vào trong cảnh khốn khó, rơi vào cảnh thiếu cả cơm ăn, thiếu cả áo mặc. Thậm chí anh phải ngủ dưới mái nhà dột nát vào mỗi khi trời mưa, thì lại bị ướt mềm. Gia Bảo đã cho biết trải qua những năm tháng nhọc nhằn đã khiến cho anh trưởng thành hơn rất nhiều. Khi sóng gió đã qua đi, Gia Bảo đã tự nhận dường như ở trong người của anh có sẵn dòng máu của chính ông nội. Tôi thèm được diễn và nhớ đến ánh đèn sân khấu kinh khủng. Năm 2002, khi được 14 tuổi, Gia Bảo đã chính thức trở lại sân khấu trong vai đứa trẻ bán báo ở trong Vợ Khi Đàn Ông Có Bầu trên sân khấu kịch ở Sài Gòn của chính nghệ sĩ Phước Sang. Sau vai này thì nghệ sĩ Hữu Châu, bác ruột của Gia Bảo, đã dẫn anh đi học trung cấp ngành diễn viên ở trong trường sân khấu điện ảnh của thành phố Hồ Chí Minh. Chàng diễn viên trẻ 22 tuổi đã cho biết cho đến tận hôm nay thì hai người ơn của anh đó chính là ông nội Bảo Quốc và cả bác Hữu Châu. Đó chính là hai người thầy lớn nhất của tôi. Nếu như không có sự nghiêm khắc của chính bác Châu, lúc nào bác cũng muốn cho tôi được học hành đàng hoàng. Và chính sự yêu thương lo lắng của ông nội thì tôi rất khó có được như ngày hôm nay. Tuy vậy thì hai người thầy này lại chưa từng khen Gia Bảo lấy được một câu. Thỉnh thoảng thì ông nội chỉ nói một câu rất đơn giản: con diễn được. Anh đã vui vẻ kể vì sao Gia Bảo ly hôn, không giữ được gia đình toàn vẹn cho con gái. Hồi tháng 7 năm 2014, Gia Bảo đã có đám cưới với diễn viên Thanh Hiền trong sự chúc phúc của gia đình bạn bè. Khi đám cưới diễn ra, người hâm mộ cho rằng Gia Bảo thật may mắn khi lấy được vợ xinh đẹp và hiền ngoan. Chính anh cũng thừa nhận, dù trước đó có yêu nhiều cô gái xinh đẹp hơn, nhưng công khai để lấy làm vợ chỉ có diễn viên Thanh Hiền. Sáng ngày 30 tháng 11 năm 2017, Gia Bảo công khai thông tin vợ chồng anh đã nhận phán quyết ly hôn từ Tòa án Nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Trải lòng về chuyện buồn, nam diễn viên hài nói: tình yêu như cái cây, cần được chăm sóc mỗi ngày mới tốt tươi. Tình cảm với vợ tôi đã vô tình để cho khô héo, chai sạn khiến cho cô mất hết cảm xúc. Vì vậy tôi đã cố gắng bằng mọi cách cũng không cứu vãn được. Gia Bảo hôn nhân đổ vỡ vì tôi vô tâm, vì nghiện điện thoại. Tôi chủ quan vô tâm nên hôn nhân tan vỡ. Tâm trạng của anh như thế nào khi đón nhận phán quyết ly hôn từ tòa án? 30 tháng 11 là ngày có kết quả ly hôn chính thức của tòa. Nhưng oái ăn thay lại trùng ngay ngày sinh nhật của con tôi. Cuộc đời như một cuốn phim. Ngày này 3 năm trước con gái ra đời, tôi hạnh phúc vô cùng. Đâu có ngờ được 3 năm sau mọi việc lại kết thúc thế này. Khi quyết định đồng ý ra tòa, lòng tôi cũng đã nhẹ bớt buồn phiền. Có ai như chúng tôi ra tòa mà vẫn đùa giỡn với nhau. Ký giấy lần đầu tôi và Hiền vẫn đi ăn và đùa vui vẻ. Lần ký thứ hai cũng vậy. Tôi nói với Hiền nếu không còn yêu thì coi nhau như anh em. Chúng tôi thống nhất sẽ cố quên đi những kỷ niệm buồn, chỉ lưu giữ lại những khoảnh khắc ngọt ngào hạnh phúc. Dù thế nào chúng tôi vẫn còn con chung. Một ngày nào đó hai đứa còn gặp nhau, dự lễ tốt nghiệp của con lấy chồng. Vì vậy nên giữ lại tình cảm đẹp. Anh luôn khẳng định không muốn chia tay, sẽ tìm mọi cách giữ vợ. Vậy vì sao anh lại ký đơn ly hôn? Hiền là người nộp đơn. Tôi có bao giờ muốn ly hôn đâu. Tôi đồng ý ly hôn vì chiều Hiền. Tôi muốn cô ấy được sống thoải mái, dễ chịu. Trong thời gian khủng hoảng, cuộc sống của chúng tôi ngột ngạt, khó chịu vô cùng. Chỉ cần nhìn mặt nhau là gây lộn rồi. Suy cho cùng, khi yêu ai đó, mình muốn cho họ hạnh phúc, vui vẻ. Tôi không thể vì mình mà cứ níu kéo Hiền mãi. Người ta đã không còn tình cảm mà ép sống với mình thì chỉ làm họ khổ mà thôi. Đến giờ này tôi vẫn thương Hiền nhiều lắm. Hơn năm rưỡi qua tôi tìm mọi cách thuyết phục và nghĩ mưa dầm sẽ thấm đất. Nhưng thực tế với phụ nữ, khi mất cảm xúc thì không còn gì. Ngày trước khi ra tòa ký giấy, Hiền có nói với tôi một điều: anh là người đàn ông tốt. Đến bây giờ anh đã thay đổi được rất nhiều. Em chắc ai đến với anh sau này sẽ là người hạnh phúc. Cuộc khủng hoảng hôn nhân của anh chị bắt đầu thế nào? Hôn nhân của chúng tôi có vấn đề từ hơn một năm rưỡi. Khi ấy công việc cuốn đi, tôi không có nhiều thời gian giúp đỡ, quan tâm vợ và con. Làm nhiều thì tôi lại bị stress, suy nghĩ mọi thứ không chín chắn, nóng vội. Thực tế Hiền đã cảnh báo tôi ngay khi cả hai vẫn sống hạnh phúc. Thời gian hạnh phúc nhất của tôi là khi vợ có bầu, nhưng cũng chính là từ đó những rạn nứt đã âm ỉ xuất hiện. Tôi thường thức khuya, dậy rất trễ, còn Hiền có bầu lại dậy sớm. Khi cô ấy gọi mua đồ ăn sáng, nếu tôi dậy thì sẽ quạo, còn không thì ngủ một mạch đến trưa. Vợ tôi không còn cách nào khác là ăn mì gói. Suốt thời gian mang bầu, cô ấy phải ăn sáng bằng mì gói rất nhiều. Cô ấy rất buồn, song tôi vô tâm, không hiểu. Đến lúc vợ sinh con, tôi lại ít có mặt ở bệnh viện chăm sóc. Trong 4 ngày cô ấy nằm viện thì tôi chỉ đến được 1 ngày. Phụ nữ mới sinh dù có bà ngoại bên cạnh chăm sóc, nhưng rất cô đơn, đau đớn. Đúng là tôi vì công việc, nhưng không thể biện hộ cho lỗi lầm của mình. Sau đó mọi việc từ chăm sóc con gái đến nhà cửa, một mình Hiền làm tất cả.
Sau 5 tháng sinh con, hiện đã đi quay phim, nhịn ăn và chăm tập thể dục để giữ dáng, chịu đựng áp lực lớn. Cô ấy mãi miết đi phim, chăm con, tôi mải mê quay game show, khiến tình cảm càng ngày xa cách. Đặc biệt tôi có tật mê điện thoại, về đến nhà là ôm điện thoại đọc tin tức, chương trình, đôi khi hiện phải thốt lên, ước gì em lại chiếc điện thoại, để được gắn bó với anh như thế. Tôi phải lên mạng đọc tin tức để cập nhật thông tin để áp dụng trong các tiểu phẩm hài của mình, nhưng điều này vô tình ảnh hưởng tới hạnh phúc. Vợ anh đã góp ý với anh khá thẳng thắn vì sao anh không thay đổi sớm hơn. Hiện đã nói với tôi tất cả những suy nghĩ của mình với mọi cung bậc cảm xúc khác nhau, từ nhẹ nhàng, tỏ thái độ, tới khi nổi điên và đỉnh điểm là im lặng, tôi vẫn thấy. Tôi bị sự chủ quan rất lớn trong đời sống hôn nhân. Tôi luôn nghĩ rằng vợ là vợ, không bao giờ thay đổi được. Dù mình sai, nóng nảy làm cho đã cái tôi của mình thì cô ấy vẫn là vợ, không bỏ đi đâu. Hậu quả của sự chủ quan ấy là đến bây giờ tôi mất tất cả. Đỉnh điểm mâu thuẫn của vợ chồng là lúc tôi quyết định mở sân khấu. Cô ấy đã ngăn cản, không đồng ý vì cho rằng làm điều đó rất phiêu, mạo hiểm. Trong khi đó cô ấy lại bận rộn quay phim, không thể quán xuyến cùng. Tuy nhiên ước mơ lớn nhất cuộc đời tôi là mở sân khấu nên cố gắng thực hiện. Trong thời gian đó, đêm nào Hiền cũng mất ngủ và nói với tôi, anh đừng làm nữa, giữ hạnh phúc của mình đi, hạnh phúc của mình đang có vấn đề đó. Tôi là kiên quyết không, anh sẽ làm được, sẽ có sân khấu và có hạnh phúc. Kết quả cuối cùng là tôi mất gần 700 triệu đồng sau vài tháng mở sân khấu. Đó là số tiền mà vợ chồng tích góp được từ sự lao động cực nhọc. Hiền phải đi quay đến 3 giờ sáng đóng cảnh bị quăng xuống sông, làm xác chết, có lần suýt chết đuối dưới biển. Quay cực khổ như thế nên khi tôi ném tiền qua cửa sổ, cô ấy rất tức giận. Anh khẳng định mình luôn muốn níu kéo vợ, nhưng nhiều bạn bè của cô ấy lại cho rằng anh chưa thành tâm. Tôi chỉ cần Hiền biết là được, nếu không thật tâm thì chúng tôi đã chia tay từ lâu. Hiền dọn ra khỏi nhà từ tháng 4, tháng 7, thì chúng tôi mới ly dị mà. Với người phụ nữ, một khi đã không còn cảm xúc thì ép sống sao được. Khi Hiền gửi đơn, tôi vẫn cố níu kéo đấy chứ. Lúc ấy tôi phải hạ cái tôi của mình không còn gì, xin mọi thứ nhưng không được, có là Hiền đã chịu đựng quá nhiều rồi. Ngoài ra cũng không ít người đồn đoán Thanh Hiền quyết chấm dứt hôn nhân vì vấn đề giới tính của anh. Chưa bao giờ Hiền có suy nghĩ đó. Thực tế chuyện vợ chồng của chúng tôi rất hòa hợp. Trong thời gian chung sống chưa bao giờ chúng tôi vướng tin đồn tình cảm với ai. Lý do giới tính nghe rất buồn cười, vợ tôi hiểu là được nên không cần giải thích. Từ ngày đi học, tôi từng quen nhiều bạn gái xinh đẹp, hiện là diễn viên nổi tiếng. Song tôi không thích công khai, Hiền là người tôi xác định cưới nên mới công khai. Gia đình hai bên phản ứng thế nào trước quyết định của vợ chồng anh? Phía gia đình tôi không ai có ý kiến, gia đình rất tôn trọng đời sống riêng của mỗi thành viên, mọi người chỉ khuyên nếu kéo được thì cố, còn không thì tính toán giải quyết. Từ lúc yêu, cưới và chia tay, không ai cấm cản chúng tôi điều gì. Gia đình Hiền thì vẫn rất thương tôi, rảnh rỗi tôi vẫn chở ông bà ngoại và con gái đi chơi chung, bà Hiền thương tôi, nhiều lần khuyên cô ấy về với tôi đấy. Khi tan vỡ hôn nhân, điều anh hối tiếc nhất là gì? Tôi buồn nhất khi nghĩ đến con. Con tôi mới 3 tuổi nhưng biết chuyện của ba mẹ khi tôi đón con. Con bé nói làm tôi rớt nước mắt. Ba ơi, ngày nào ba đi quay thì con ngủ với má. Nếu má đi quay thì con về ngủ với ba. Con không quên ba đâu, ba đừng có buồn. Khi đưa con đi chơi xong, tôi chỉ nói nhẹ, ba đi quay con về với ông bà ngoại nhé. Rami đã khóc rưng rức, hình như con bé đã biết số phận như vậy, tôi có lỗi với con. Ba mẹ tôi chia tay khi tôi 10 tuổi mà đã hằn vết thương lớn trong lòng tôi. Không có ba, làm gì tôi cũng sợ bị ăn hiếp, không có ai bên vực. Vì vậy tôi tâm niệm khi lấy vợ phải lấy một người nào đó mình thật thương, thật yêu để không bao giờ phải ly hôn và cho con gái không bao giờ phải sống thiếu thốn tình cảm như mình. Bây giờ tôi đã không làm được điều đó. Anh từng tự tử khi vợ con bỏ đi, trở về ngôi nhà nơi lưu giữ những kỷ niệm của vợ và con. Anh thường nghĩ gì? Tôi buồn lắm. Ngôi nhà này ghi dấu nhiều kỷ niệm từ ngày chúng tôi quen nhau, cưới nhau và về chung sống sinh con. Gần 4 năm sống chung, tôi đã quen cảm giác có gia đình. Tôi nhớ ngày đầu tiên Hiền về nhà ngoại ở. Tôi bị stress nặng tới mức không ngủ được và chỉ muốn tự tử. Cảm giác lúc đó là chết đi còn hơn là sống. Đi làm về, bước vào nhà, khung hình vợ chồng và con hạnh phúc vẫn còn đó. Đồ của vợ con vẫn treo ở đó, nhưng chỉ có một mình tôi lẩn thẩn, tự nói chuyện một mình. Tôi không chấp nhận sự thật phũ phàng đó. Sau mỗi đêm diễn tôi không dám về nhà ngay, sợ cảm giác trống rỗng xâm lấn. Tôi phải năn nỉ mấy người bạn thân như Minh Dự, Lê Như đi nhậu cùng mình. Tôi nói nếu tụi em bỏ anh thì anh sẽ chết. Về nhà trong giấc ngủ mệt nhòi, tôi lại mơ được nắm tay Hiền đi chơi. Rồi khi tỉnh dậy, xót xa nhận ra hình ảnh ngọt ngào đó chỉ là giấc mơ. Nghe có vẻ anh là người yếu đuối, lụy tình. Đúng thế, tôi rất yếu đuối trong chuyện tình cảm. 10 tuổi, tôi đã không sống cùng cha và mẹ. 14 tuổi, đã ra ngoài ở riêng. Ông nội và bác Hữu Châu có giúp tôi chỉ là cho cần câu chứ không cho con cá.
15 năm theo nghề thì 7 năm tôi đóng vai quần chúng, nhiều khi không tiền, phải ăn mì gói. Vì vậy tôi khao khát cuộc sống gia đình. Giá như tôi được trở lại ngày xưa, sẽ biết trân trọng hơn, không bao giờ đặt nặng cái tôi, không sống vô tâm, vô lo nữa. Cả hai người vẫn còn thương nhau, liệu có chuyện cả hai sẽ phay về và yêu lại từ đầu? Khi gặp nhau tại tòa, cô ấy có nói với tôi có chút ghen tuông, trách móc và có chút giỡn. Nếu sau này em quay lại với anh thì anh sao? Tôi bảo, không biết được, tất cả đều tùy duyên phận.